Ấn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp và Ấn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và các chư Tôn Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Tham Mái Trái Dí. Và con kính chào thể đạo tràng. Con xin đọc bài. Cảm ơn Thân Á đã bắt bài Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Tá Cá Kinh Phật Tự Thuyết Chương 1 Phẩm Bồ Đề Bài 4. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Ba Tá Ly tại Á Chá Ca La Ba Cá, chỗ ở của Dạ Xoa Á Chá Ca La Ba. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong đêm tối đen và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ Chác La Bá Cá muốn làm cho Thế Tôn hãi hoặc sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến ba lần nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình là Ác Cú Lô Bắc Cú Lô. Này Sa Môn, có con quỷ của ông, cho con quỷ cho ông. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói bảy nào ba môn đối với pháp của mình đã đạt được bờ kia, vị ấy vượt được ác quỷ yêu ma này. Như vậy, tôi nghe một thật chê tá quá ná ở khu vườn A Tha Bị Bin Đi Cá. Lúc bấy giờ tôn giả San Gá Ma Chí đã đi đến tí để yết kiến Thế Tôn. Người vợ trước kia San Gá Ma Chí nghe được tin tôn giả San Gá Ma đi đã người con đi đến tôn giả săn gã dưới gốc cây để nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây của tôn giả săn gã ma chí đi đến tôn giả. Sau khi đến, nó tên với tôn giả săn gã ma chí. Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Khi nghe nói vậy, tôn giả San Gá Ma Chí giữ im lặng. Ai người vợ trước kia của tôn giả San Gá nói với tôn giả San Gá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ lần thứ hai. Tôn giả San Gá Ma Chí giữ im lặng lần thứ ba. Người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí nói với tôn giả San Gá Ma Chí: Vậy này Sa nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ lần thứ ba. Tôn giả San Gá Ma Chí vẫn rồi. Người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí đặt đứa nhỏ trước mặt tôn San Gá Ma Chí rồi bỏ đi, nói rằng: Này Sa Môn, đây là đứa của Sa Môn, hãy nuôi dưỡng nó. Tôn giả San Gá Ma Chí không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma sau khi đi không xa ngó lui lại thấy tôn giả San Gá Ma Chí không ngó đứa con nhỏ ấy, cũng không nói. Thấy vậy liền suy nghĩ: Sa Môn này không muốn ngó đến người con. Nàng liền trở lui lại bổng lấy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy cử chỉ thô bạo như vậy của người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Tám không hoan hỉ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái phược là
Săn gá ma chí, ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn. Xong, dạ con kính mời vị ký tiếp ạ. Dạ, sa thú Sĩ Quang Thanh. Nam mô Bụtha giả, nam mô Tham Ma giả, nam mô Sang Kha giả. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ, quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Trí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Pa Tá Lý tại Á Chá Cá La Pá Cá, chỗ ở của Dạ So. Á Chá Cá La Pá, lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong đêm tối đen và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ So Á Chá Cá La Pá Cá muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến ba lần nói lên gần Thế Tôn, lên tiếng gào thét của mình là Ác Cú Lô, Bắc Cú Lô, này Sa Môn, có con quỷ cho ông. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 7. Khi nào Bà La Môn đối với pháp của mình đã đạt được bờ kia, vị ấy vượt qua được ác quỷ yêu ma này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở thành Sa Quách Thí tại Chê Tá Quá Ná khu vườn ông Á Na Pá Pin Đí Cá. Lúc bấy giờ tôn giả San Gá Ma Chí đã đi đến Sa Quách Thí để ý kiến Thế Tôn. Người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí nghe được tin tôn giả Xá Ma Chí đi đã đến Sa Quách Thí, nàng liền dắt người con đi đến Chê Tá Quá Ná. Lúc bấy giờ tôn giả San Gá Ma Chí đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây của tôn giả Xá Gan San Gá Ma Chí đi đến tôn giả San Gá Ma Chí. Sau khi đi đến nói lên với tôn giả San Gá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Khi nghe nói vậy, tôn giả San Gá Ma Chí giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí nói với tôn giả San Gá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ hai, tôn giả San Gá Ma Chí giữ im lặng. Lần thứ ba, người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí nói với tôn giả San Gá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ ba, tôn giả San Gá Ma Chí vẫn giữ im lặng. Rồi người vợ trước của tôn giả San Gá Ma Chí đặt đứa nhỏ trước mặt tôn giả San Gá Ma Chí rồi bỏ đi, nói rằng: Này Sa Môn, hãy đây là đứa con của Sa Môn, hãy nuôi dưỡng nó. Tôn giả San Gá Ma Chí không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của tôn giả San Gá Ma Chí sau khi đi không xa, ngó lui lại thấy tôn giả San Gá Ma Chí không ngó đứa con nhỏ ấy,
cũng không nói. Thấy vậy liền suy nghĩ, sa môn này không muốn ngó đến người con. Nàng liền trở lui lại, bồng lấy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy cử chỉ thô bạo như vậy của người vợ trước kia của tôn giả Sanggamachi. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 8. Không hoan hỷ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái phược là Sanggamachi. Ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn hết. Và Cấm Dân đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Sĩ Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sao Ca Giá. Cùng kính đảnh đệ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Cô Tu Nữ Tâm Đá Cha Rí, Cô Tu Nữ Tị Duyên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Và cảm ơn chị Lăng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Ý Chí Với Tất Cá, Kinh Phật Tự Thuyết Chương 1 Phẩm Bồ Đề Bài 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Ba Tái Lý tại Acha Ca La Ba Cá, chỗ ở của Dạ So Acha Ca La Ba. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong đêm tối đen và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ So Acha Ca La Ba Cá muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ lông tóc dựng ngược đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ba lần nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình: Akutlo Pakutkulo, này Sa Môn, có con quỷ cho ông. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Số 7. Khi nào Bà La Môn đối với pháp của mình đã được bờ bích, được bờ kia, vì ấy vừa qua được ác quỷ yêu ma này. Đoạn 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chê Tá Qua Ná, khu vườn ông Anabhadhapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sanggamachi đã đi đến sát Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Người vợ trước kia của tôn giả Sanggamachi nghe được tin tôn giả Sanggamachi đã đến Savatthi, nàng liền dắt người con đi đến Chê Tá Qua Ná. Lúc bấy giờ tôn giả Sanggamachi đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây của tôn giả Sanggamachi đi đến tôn giả Sanggamachi. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sanggamachi: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sanggamachi giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ trước kia của tôn giả Sanggamachi nói với tôn giả Sanggamachi: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ hai, tôn giả Sanggamachi giữ im lặng. Lần thứ ba, người vợ trước kia của tôn giả Sanggamachi nói với tôn giả Sanggamachi: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ ba, tôn giả Sanggamachi vẫn giữ im lặng. Rồi người vợ trước kia của tôn giả Sanggamachi đặt đứa nhỏ trước mặt tôn giả Sanggamachi rồi bỏ đi, nói rằng: Này Sa Môn, đây là đứa con trai của Sa Môn, hãy nuôi dưỡng nó. Tôn giả Sanggamachi không ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của tôn giả Sanggamachi sau khi đi không xa, ngó lui lại thấy tôn giả Sanggamachi không ngó đứa nhỏ ấy, cũng không nói. Thấy vậy liền suy nghĩ: Sa Môn này không muốn ngó đến con, đến người con. Nàng liền trở lui lại, bồng lấy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy cử chỉ thô bạo như vậy
của người vợ trước kia của tôn giả Sangamachi. Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đoạn 8. Không hoan hỷ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái phược là Sangamachi. Ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn. Dạ, cảm ơn Vinh Bách Thanh A đã bắt bài ạ. Dạ, con xin gửi mức này cho đạo tràng ạ. Dạ, xa thú, kính cảm ơn sức trần đạo. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sức trần đồng, sức trần đạo cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhục Quỳnh kính cảm ơn quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, Nhục Quỳnh nãy giờ có chút việc nên không có ngồi trước máy, nên Nhục Quỳnh không biết vị nào đã ôn bài, xin hoan hỷ cho Nhục Quỳnh. Dạ, cũng bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh cung thỉnh pháp sư ạ. Cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ nhà của chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Phạm thứ vận ngập ngồi khẩn quản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, biết làm mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc và ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngại khoai đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và trước khi con thỉnh sư lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 9 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gaya Xí Xá. Lúc bấy giờ nhiều kẻ bệnh tóc, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng 8, trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước. Làm việc lặn xuống nổi lên
tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tật ấy trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, trong thời tuyết rơi đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Chính thanh tịnh không có nước ở đây nhiều người tắm. Trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ sa thú, cảm ơn cô Quỳnh đã đọc cho cái bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ đang hiện diện trong room. Dạ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta lại học tiếp cái bài Chính La Mã ở trong cái bài Kinh Phật Tự Thuyết. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh Lễ Tôn Tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apiwademi. Dưới tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư, Bi Trí Hoàn Toàn. Sakato Phakawata Thammo Thammang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ Giáo Pháp Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền đến để chứng ngộ. Subhatibano Phakawato Sawakasanko Sankang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ. Để đi vào bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy trong cái nội dung của bài số 9 La Mã này đó, thì khi Đức Phật ngài tại ở tại Gaya, tại cho chính rõ hơn là tại Gaya Sisa, thì ở tại đây đó thì ngài lại gặp những cái người là những cái người tóc bệnh trong những cái đêm gió lạnh ngày mùng 8, họ lặn xuống dưới dòng sông để họ ngâm mình ở dưới đó, hoặc là họ phơi nắng. Đó là những cái hình thức tu hành của họ, những hình thức hành của họ. Thì để trở lại ở trong cái việc làm của những cái người tu theo gọi là tóc bệnh. Ngày nay chúng ta đi qua Ấn Độ đó, thì chúng ta cũng gặp những cái số người này. Râu tóc người ta để thôi lùm xùm lắm. Rồi là người ta trét đỏ đỏ, đen đen vô trong người họ. Nói trong cái từ nôm na giống như là bôi trò trét trấu lên trên người. Nhìn thấy họ dơ bẩn lắm. Họ quấn cái khố, quấn cái khố thôi, người đàn ông, người nam họ quấn cái khố.
và họ đi xuống dưới sông Hằng họ tắm gì đó. Thì như chúng ta biết đó là đây là một cái truyền thống tu của những người đạo Bà La Môn giáo nói chung, và những cái người mà ta gọi là những người tóc bệnh đây, tóc bệnh lòa thể ra đây, đó là những người tóc bệnh. Tóc của họ thì quý vị biết là nó xoắn xoắn lại, nó không có cắt, giống như ai mà ở đây là nói là đầu đanh, tóc đanh, tức là nó cuốn cuốn lại thành một cái cục thật to trên đầu của họ. Và theo triết lý của Ấn Độ giáo là họ bảo vệ cái khối tư tưởng của họ, bảo vệ cái khối tư tưởng triết học của họ, cho nên họ làm vậy. Rồi họ có những cái pháp môn tu, những cái pháp môn tu mà theo quan điểm của họ là trầm mình dưới sông. Thì như bên Ấn Độ có những con sông, đặc biệt là có hai những cái con sông lớn, trong đó có sông Ganga, và tức là sông Hằng, và sông Yamuna, tức là những cái con sông lớn. Đặc biệt là con sông Hằng hay là sông Ganga là con sông lớn. Mà theo họ quan điểm đó, họ quan niệm của họ đó, những cái người đạo Bà La Môn giáo nói chung và những cái người tu gọi là tóc bệnh ở đây đó, họ nghĩ rằng trầm mình dưới dòng sông đó là gột sạch hết những cái tội lỗi và tạo nên cái sự thanh tịnh ở nội tâm. Và cho đến ngày hôm nay thì quý vị cũng biết đó là cái dòng sông Hằng Ganga đó là một dòng sông mà người ta thường là đi xuống đó tắm, mà người ta quan niệm rằng là chính chết thiêu ở dòng sông rồi rải rải tro cốt xuống dưới dòng sông đó, cũng là cái sự gột sạch tội lỗi của cái người mất đó. Và theo họ, và theo họ đó thì họ quan niệm rằng là cái dòng sông có cái khăn gột sạch những cái tội lỗi. Và ở trong kinh, đặc biệt là ở trong kinh Vụ Tấm Giải, Vụ Tấm Giải, thì ở trong nội dung bài kinh đó Đức Phật cũng có nói rằng không phải là những người trầm mình dưới dòng sông gọi là gọt sạch hết những tội lỗi, không phải là những người trầm mình dưới dòng sông lại là thanh tịnh được. Thanh tịnh, nếu mà nói như vậy đó thì những cái con cá, những con cua, những con thủy tộc đó, loài cá, loài cua, loài tôm, loài tép gì đó, nó ở dưới dòng sông đó lâu năm như vậy thì có lẽ là nó gột sạch hết tội lỗi. Thì Đức Phật này nói nếu như vậy đó, thì những cái con cá, những cái con thủy tộc đó nó sẽ gột sạch hết tội lỗi rồi. Nếu mà nó tội gột sạch hết tội lỗi thì có lẽ là nó gột sạch hơn là các ông ở đây. Các ông ở đây tức là chỉ cho những cái người mà xuống dòng sông nó trầm, trầm mình ở dưới đó. Thì theo quan điểm của họ là như vậy. Thì chúng ta cũng biết là Ấn Độ thì nóng thì cũng nóng là cũng khoảng trên 40 độ. Còn nếu mà lạnh thì thôi, lạnh cũng rất là nhiều. Cắt da cắt thịt vậy. Nhưng mà đối với những cái người mà tu theo cái trường phái mà khổ hạnh như thế ấy đó, hay là những người tóc bệnh thì họ phơi mình ở lúc cắt, lúc lạnh cũng như là lúc nóng, họ trầm mình dưới dòng sông để họ nghĩ rằng chính cái dòng sông này gột sạch hết cái tội lỗi của họ. Và ở trong kinh Vụ Tấm Giải thì Đức Phật ngài nói là đối với người sống thanh tịnh không phải là sao vẫn tốt. Đối với người sống thanh tịnh không phải là đối với cái người mà muốn thanh tịnh thì người sống được an lạc thì không phải là do sao vẫn tốt, cũng không phải là cái người mà muốn sống được an lạc đó lại là trong một cái ngày gì đó tốt, mà là do cái việc làm, cái hành động của họ tạo nên cái việc đó, nó tốt hay là xấu là do cái hành động của họ. Qua cái bài kinh đó thì chúng ta thấy rằng
Đức Phật cũng có tiếp xúc rất là nhiều hạng người trên cuộc đời này. Chẳng hạn là những cái người tu theo tóc bệnh này, những kẻ tóc bệnh này, mà họ làm như vậy và họ quan niệm là trầm mình dưới dòng sông hay hoặc là tế lửa trong những cái đêm lạnh như vậy, gọi là gột sạch hết cái tội lỗi. Rồi họ múc nước lên, họ xối lên đầu, họ nghĩ rằng đó là sự gột sạch. Nhưng mà Đức Phật này không chấp nhận như vậy. Không chấp nhận. Bởi vì nếu mà những cái người mà trầm mình xuống dòng sông gột hết tội lỗi, thì có lẽ là những cái loài thủy tộc đó, nó còn gột sạch hết những cái tội lỗi hơn là những cái người đó nữa. Thì ở đó, qua đó Đức Phật ngày mới nói là giới hành động này được thanh tịnh nè. Thì Đức Phật ngày mới nói nè, đây ngày mới nói là thanh tịnh không có nước, thanh tịnh không có nước. Ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật, lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí. Phạm chí tiêu là phạm chí, ta gọi là bà la môn á, đây gọi là phạm chí. Thì trở lại cái bài kệ này đó, thì Đức Phật ngài mới nói rõ là ở trong cái bài kệ này, ngài nói là thanh tịnh không phải là do nước, không có nước. Thanh tịnh không phải là do cái vật bên ngoài để nó gột sạch, không phải tế thần lửa mà lại là thanh tịnh, mà cũng không phải là rội nước trên đầu là thanh tịnh, tắm rửa cái nước là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là chúng ta hiểu là thanh tịnh ở nội tâm, thanh tịnh ở cái sự, hay mình nói cách khác tức là thân khẩu ý được tăng sạch. Cái người mà tắm nước cho nhiều chẳng qua là cái người đó họ xối sạch để sửa sạch cái cơ thể này thôi, chứ nó không rửa sạch được cái nội tâm của họ. Cho nên đừng có quan niệm là cái xối nước ở trên đầu là thanh tịnh, mà Đức Phật ngài nói thanh tịnh không có nước. Thứ hai nữa là Đức Phật ngài nói rằng ở đây có nhiều người tắm, có nhiều người tắm, thì chúng ta biết đó là cái truyền thống của người Ấn Độ giáo xưa kia, mà cho đến ngày nay thì chúng ta cũng thấy vậy. Chúng ta biết là Ấn Độ nó có trên 1/3 dân, ví dụ vậy, chúng tôi nhớ không lầm thì cái con số hiện nay nó là khoảng 1/3 dân. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đó cỡ chỉ có 0.1-1.2% thôi, là nhiều lắm, trong khi nó là 1/3 dân. Thì cho nên là Phật giáo chúng ta chỉ còn tồn tại ở Ấn Độ, chỉ còn có một số le lẻ đó, vài trăm ngàn người, một vài triệu người thôi, chứ cũng không có nhiều đâu. Cho nên là ở đây đó là phần lớn người Ấn Độ đó, họ theo Bà La Môn giáo, mà nó trở thành cái tôn giáo truyền thống của họ, mà ngày nay chúng ta biết là Ấn Độ giáo. Trở lại, khi Đức Phật ngài nói là không phải là do xối nước để thanh tịnh, và ở đây có nhiều người tắm, đó là truyền thống của những cái người Ấn Độ giáo mà họ quan niệm đó, nó đã ăn sâu vào trong cái tư tưởng tiềm thức của họ, nó thâm căn cố đế ở trong cái suy nghĩ của họ rồi. Đức Phật xuất hiện ở tại Ấn Độ đó, thì ngài cũng là một người Ấn Độ, ngài xuất hiện ở tại Ấn Độ, rồi ngài dùng giáo pháp đó là ngài giảng dạy, thì cũng có một số của người Ấn Độ được lợi lạc. Thí dụ như chẳng hạn những đệ tử của ngài. Rồi ngày nay đó Phật giáo chúng ta thấy là lan rộng cho tất cả năm châu rồi. Lan rộng cho tất cả năm châu, tư tưởng Phật giáo được truyền dạy cho tất cả năm châu. Điều đó đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy, khi mà đó là những cái quan niệm phần đông của những người Ấn Độ khi mà họ tắm dưới dòng sông. Ở đây chúng ta thấy cái câu mà Đức Phật ngày nay là trong ai có chân thật lại thêm có chánh pháp. Bây giờ là cái câu này là mới là đáng nói. Xin thưa quý vị, khi nói đến là chánh pháp ở đây đó, trong người nào mà có chánh pháp, chúng ta biết ở trong cái tư tưởng những cái tôn giáo lúc Đức Phật ngài xuất hiện ở tại Ấn Độ đó, thì có những cái nguồn tư tưởng, có những cái lục phái ngoại đạo, rồi nó có những cái tư tưởng, có những người mà họ lớn tuổi, những vị giáo chủ lớn tuổi hơn Đức Phật có.
Đức Phật là một cái vị mà phải nói là nhỏ tuổi đời hơn so với họ. Nhưng mà khi mà Ngài giảng dạy Phật Pháp đó, thì sự thật ra đó, thì khi mà chúng ta đọc ở trong cái bài kinh Sư Tử Hống đó, thì chúng ta mới thấy được là Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài mới tuyên thuyết giáo Pháp này ở đời này nè. Rồi giống như là một cái con sư tử, khi mà rống cái tiếng của con sư tử lên thì nó làm cho muôn thú ở trong khu rừng đều khiếp sợ bởi cái tiếng con sư tử rống. Thì Đức Phật cũng vậy, khi Ngài tuyên thuyết chánh pháp này lên thì những cái tư tưởng ngoại đạo, những cái tư tưởng tà bại không đúng đắn đều phải khiếp sợ trước những cái luận cứ, cũng như là trước những cái sự tu tập, trước cái hùng biện của Đức Phật. Không phải là Ngài hùng biện do cái điều gì, nhưng mà đó là những sự chứng đạt, chính Ngài đã chứng đạt những điều đó. Cho nên Ngài tuyên thuyết thì Ngài đã là lấn áp hết tất cả những cái trường phái, những cái tư tưởng, những cái học thuyết từ đương thời đều phải khiếp sợ nơi Ngài. Trong cái bài kinh Sư Tử Hống đó, trong Trung Bộ Kinh thì có cái bài kinh đó. Bây giờ khi mà nói đến chánh pháp đó, thì phải nói đó là gì? Xin thưa quý vị, khi Đức Phật ngài giác ngộ đó, thì Ngài truyền lại. Ban đầu thì giáo pháp cũng chỉ là tồn tại ở dưới dạng là pháp và luật. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh Trường Bộ đó, thì có cái bài kinh mà gọi là bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì ở trong đó Đức Phật Ngài nói là sau khi Như Lai tịch diệt, các thầy hãy lấy pháp và luật làm thầy. Thì cái pháp và luật đó, chúng ta hiểu đó là giống như là tạm tạng kinh điển. Chữ pháp ở đây nó bao gồm cả kinh và luật, luận, kinh và luận. Còn cái luật là luật, là tức là giới luật mà của hàng tu cư sĩ, của hàng tu sĩ, hay là các hàng bậc cư sĩ tu sĩ, hay là các hàng cư sĩ cũng vậy, để thực hành theo. Đó là nguyên tắc sống, nguyên tắc sống của người tu theo Phật giáo chúng ta. Thì chúng ta hiểu là như vậy. Qua một thời gian á, thì chúng ta hiểu ở đây đó, chánh pháp ở đây đó, thì lần lượt ra củ phần chánh pháp, giáo pháp được thuyết ở bởi chính Phật, rồi sau đó mới cái thời mà kiết tập tam tạng lần thứ hai, thứ ba đó, thì mới hình thành hoàn toàn là viên mãn đầy đủ được là tam tạng, tức là kinh, luật và luận. Nhưng mà chúng ta hiểu cái sự chánh pháp ở đây là bao gồm cả pháp học lẫn pháp hành và pháp thật. Mà ai trong kinh Sa Môn Quả cũng hạn chẳng vậy, cũng vậy. Đức Phật Ngài có nói rằng vị sa môn của Đức Phật, tức là đệ tử của Đức Phật đó, thì là những người đang thực hành theo giáo pháp của Phật. Đó là chánh pháp. Mà ở đây chúng ta hiểu đó là pháp học. Pháp học thì gồm có là kinh, luật và luận. Nói một điều đó là trong tam tạng kinh điển đó, thì chúng ta biết là trong kinh Pali, tam tạng Pali của chúng ta đó, là 45 cuốn thôi, 45 cuốn, tức là kinh độ khoảng 25 cuốn, luật hình như là 12 cuốn, luận 7 cuốn, thì dầu tất cả đó là độ khoảng 45 cuốn, thì trong đó có kinh, luật và luận. Thì cái người, chỉ có cái người mà thừa hưởng cái giáo pháp của Đức Phật đó, thừa hưởng chánh pháp của Đức Phật, thì cái người đó phải hiểu được, biết được, hiểu được và hành trì được cái lời dạy của Đức Phật trong tam tạng kinh điển đó. Thì giờ ở đây nói là pháp học á, là bao gồm cả kinh, luật và luận là tam tạng. Cái thứ hai nữa ở đây, khía cạnh mà chúng tôi muốn nói, tức là cái chánh pháp ở đây muốn nói là cái sự hành trì bằng qua pháp hành của Đức Phật. Qua pháp hành mà chúng ta thấy ở trong Phật giáo Nguyên Thủy của chúng ta có hai loại thiền này, hai loại phát triển này. Đó là Samatha Bhavana, tức là thiền chỉ, hay gọi là thiền định. Như các vị đi qua bên trường tiền Pa Ao đó, là ngài chủ trương của ngài Hòa thượng Pa Ao á,
là ngài Pháp là ngài muốn 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 cho những hành giả phải thực sự là hành thiền định cho nó vững, rồi sau đó mới phát triển qua thiền quán. Trong khi trường thiền Pandita hay là trường thiền Sivamin là những cái trường thiền đó là để hướng dẫn cho phương pháp thiền quán. Thì cái trường thiền Pa-ao là ngài Pa-ao ngài chủ trương là thực hành cái hành thiền thiền chỉ trước, rồi sau đó mới qua thiền quán. Thì khi mà nói đến pháp hành thì đầu tiên đó là trong kinh điển Bali chúng ta gặp đó là, bởi vậy chúng ta biết là có hai cái phương diện thiền, thiền chỉ quán là Samatha Bhavana, là thiền chỉ hay gọi là thiền định, tức là cái thiền này là trụ tâm trên một đề mục, dựa trên các cái đề mục mà chúng ta tu tập, có tất cả là 40 đề mục mà chúng tôi muốn nói ở đây đó. Không, chúng tôi không có nói chi tiết, nhưng mà chỉ nói là mình tu trong cái phần bát chánh đạo của mình á, là có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Dĩ nhiên là định tâm á, là một trong những cái trụ tâm trên một cái đề mục để cho vị hành giả phát sanh cái trí tuệ mạnh dạng lên, lớn mạnh lên. Bởi vì định và tuệ nó định và niệm á, rất là quan trọng. Khi mà một người tu tập thiền chỉ thì cái việc định tâm rất là cần thiết cho một cái vị hành giả. Bây giờ một cái người mà tu hành thiền quán, tu tập thiền quán cũng vậy, chứ Vipassana Phawana, tức là mình sẽ phát triển bằng cái phương diện thiền quán, tức là quán niệm dựa trên bốn cái phạm trù của một vị hành giả. Cho nên ngày nay đó chúng ta thấy rằng là mình đi các cái trường thiền thì có hai cái dạng thiền đó thôi. Hai cái dạng thiền, thiền chỉ và thiền quán. Nhưng mà hai cái này đó, nó không phải là nó tách rời nhau đâu, nó hỗ trợ, hỗ tương cho nhau, hỗ tương cho nhau. Để cái việc mà mình tu tập, mình thấy một điều đó là trong phần định, trong phần giới, định và tuệ đó, thì trong phần định nó có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nó rất là cần. Rất là cần. Cho nên cái người mà tu tập thiền quán thì phải nhờ chánh niệm, phát triển chánh niệm cho nó vững, cho nó mạnh, cho nó nhạy bén, cho nó nhạy bén. Chánh niệm và tỉnh giác á, là hai cái pháp đó rất là cần khi mà một vị hành giả quán chiếu dựa trên thân thọ tâm pháp đó mà vị hành giả thực hành. Mà chúng ta thấy cái điều đó đó, điều đó đó, nó đã đi biết bao nhiêu cái thế hệ từ xưa tới nay, sự truyền thừa của Phật giáo, pháp học lẫn pháp hành á, thì cái người mà thực hành pháp hành cũng phải am hiểu pháp học. Mình có am hiểu pháp học thì cái việc hành của mình á, nó rất là dễ, để chúng ta có thể là dễ dàng hỗ trợ cho cái việc chúng ta nhận được cái tâm của mình là cái gì. Đó là cái việc mà một người mà vừa học và vừa hành. Tuy nhiên là mình có cái thời gian á, để mà mình hành trì á, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vì vậy thì mình trao dồi cái nội tâm của mình, để cái nội tâm mình được an tịnh, mình phải dàn xếp những cái sự ràng buộc xung quanh chúng ta, rồi tâm của chúng ta thật sự là nhất tâm vào ở trong cái đề mục để mình tu tập, rất là quan trọng. Rồi mình mới có thể thực hành. Rồi khi mà mình thực hành thì cái tâm mình được an tịnh. Còn cái thứ ba nữa là mình có cái sự thành tựu ở trong đạo quả, tức là mình thường nói là bốn quả vị thánh nhân hay là bốn đôi tám vị đó, tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, tức là pháp thành. Nhưng mà cái pháp thành á, là ở đây chúng ta khoan, không cần phải bàn tới, bởi vì ở đây là cái quả vị chứng. Mà điều đó đó đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ, thì có các vị thánh nhân, có các vị phàm nhân, phàm tăng, có các vị thánh nhân tu tập giác ngộ thành quả trong bao nhiêu cái thế hệ truyền thừa tới ngày hôm nay rồi. Phật giáo chúng ta đã truyền qua hơn 20 thế kỷ rồi. Mà điều đó, đó đã trải qua là cái gì minh chứng cho cái giáo pháp của Đức Phật, đó là gì? Cái công năng của giáo pháp của Đức Phật mang lại, đó là gì? Đó là cái sự thành tựu của quả vị thánh nhân do Đức Phật để lại. Bây giờ khi chúng tôi nói cái câu này là gọi là
lại thêm có chánh pháp, tức là một người được thừa hưởng cái lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng Kinh Điển là pháp học, rồi qua cái việc pháp hành, tức là cái người mà hành trì cái giáo pháp của Đức Phật qua cái sự thiền tập trong đời sống hàng ngày, có được sự an lạc, rồi chứng ngộ, đó là do cái giáo pháp của Đức Phật mình được thừa hưởng. Cho nên đọc ở trong cái bài kinh này đó, thì chúng tôi lại nhớ ở trong kinh Trung Bộ có cái bài kinh Thừa Tự Pháp. Thừa Tự Pháp thì cái bài kinh Thừa Tự Pháp đó thì nó có một cái sự việc, nó có nhiều, nhưng mà cái kinh mà Thừa Tự Pháp á, thì có kể ra một cái sự việc, một cái sự kiện, có hai vị tỳ kheo đi giữa trưa về, đi trưa về tới nơi để đến Đức Phật để đảnh lễ. Thì đến Đức Phật đã đảnh lễ rồi thì lại trễ giờ cơm, trễ giờ cơm trưa. Thì hai vị này rất là mệt và rất là đói, rất là đói. Thật sự là đi rồi, ngày xưa chúng ta biết là đi bộ không, đi bằng chân không, đi bộ không, rồi các vị này đói. Đúng rồi. Thì cái vị tỳ kheo này đó, hai cái vị tỳ kheo này gặp Phật, đảnh lễ Đức Phật xong, thì Đức Phật ngài mới nói là cái sau khi mà ngài dùng xong rồi đó, ngài mới nói hai vị tỳ kheo, đây là cái giống như cái vật thực mà thừa, vật thực mà thừa. Khi mà cái vật thực thừa này đó, thì hai thầy tỳ kheo nếu muốn thì cả hai thầy cứ dùng, nếu muốn hai thầy cứ dùng. Thì cái một vị tỳ kheo kia đó lại nghĩ rằng vậy nè, một vị tỳ kheo đó, nghĩ rằng thôi bây giờ ta đói và ta dùng cái vật thực này cho nó khỏe lại, mặc dù là cái giờ nó cũng đã trễ rồi, vị tỳ kheo này dùng. Còn một vị lại nghĩ rằng là thôi ta không dùng, vì đó là trễ giờ dùng cơm rồi, trễ giờ trưa rồi, quá hồi xưa là quá đứng bóng thì không được dùng đấy. Thì cái vị này không dùng, vị này suy nghĩ như vậy cho nên vị này không dùng. Thì Đức Phật mới nói rằng làm đệ tử của Như Lai thì hãy là kẻ thừa tự, hãy là kẻ thừa tự giáo pháp, chứ đừng nên là kẻ thừa tự tài Phật. Có nghĩa là mình là một cái người học Phật, tu Phật, học Phật tu Phật, tức là mình học theo lời dạy của Phật, rồi mình tu theo những cái gì mà Phật dạy ở trong cái lời dạy của ngài qua Tam Tạng Kinh Điển đó, qua pháp hành đó, mình hành theo, thì mình nên là cái người thừa tự giáo pháp, chứ đừng nên thừa tự tài vật. Tài vật là cái gì lợi lộc từ bên ngoài, cái gì đó nó không phải là cái gì thừa tự cao cả, mà thừa tự giáo pháp. Mà nhờ cái sự thừa tự đó, giáo pháp mới được tồn tại, được tồn tại lâu dài. Bây giờ chúng tôi nói cái câu trước đó đó, là Đức Phật này nói ai có được sự chân thật. Cái sự chân thật ở đây chúng ta hiểu nè, sự thật ở đây đó, cái sự chân thật này chúng ta đừng hiểu là nói những lời chân thật hay là sống những lời chân thật không. Phải. Chữ sách trá ở đây không phải là chỉ cho những cái sự chân thật trong cái lời nói bình thường, rồi sống chân thật là bình thường. Nhưng mà ở đây, chân thật ở đây chúng ta hiểu có hai nghĩa. Thứ nhất là mình sống chân thật cho chính mình. Chân thật cho chính mình tức là mình biết cái tâm của mình ra sao. Biết cái tâm của mình ra sao. Biết cái tâm của mình giống như trong kinh Đại Kinh Điểm Xứ đó, Phật nói là tâm có hôn trầm, có tham, có sân, có si hay không, có hôn trầm, có cao thượng hay là có hạ liệt hay không. Mình phải biết cái tâm của mình, biết cái tâm của mình, biết đó rất là quan trọng. Và cái người tu tập thiền quán cũng phải vậy đó, đó là chân thật. Mình biết được cái sự thật đang diễn biến ở trong nội tâm của mình. Mà để biết cái điều đó đó là mình phải có chánh niệm và tỉnh giác, mình mới ghi nhận biết rõ được cái tâm mình. Như trong kinh Đại Kinh Niệm Xứ, Phật nói là biết được cái tâm của mình có tham hay không tham, có sân hay không sân, có si hay không si, có hôn trầm hay không hôn trầm, hay là có cao thượng hay hạ liệt. Mình phải biết rõ cái điều đó, biết rõ đó là trong cái nghĩa chân thật. Chân thật ở đây đó muốn nói tức là cái người mà chứng ngộ về bốn sự thật, bốn sự thật, tức là chứng ngộ về về giáo lý duyên khởi mà chúng ta cũng biết đó, tức là khổ tập diệt đạo. Chữ sách chá, chữ sách chá, chữ
hay là gọi là ở đây gọi là chữ chữ Dukkha Saccha hay là Samudaya Saccha, Nirodha Saccha hay là Magga Saccha, tức là chỉ cho bốn cái sự thật đó nha. Chỉ cho bốn sự thật đó. Thì bây giờ ở đây chúng tôi muốn nói, tức là ở đây chỉ cho cái những cái bậc thánh, bậc thánh mới có thể là chứng ngộ về bốn cái sự thật đó, bốn sự thật đó. Như vậy thì ở đây trước tiên chúng tôi muốn nói, tức là cái điều mà Đức Phật ngài muốn nói đây đó là để một cái người mà chứng ngộ về bốn sự thật đó thì chỉ cho các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh. Như vậy thì trong cái quá trình tu tập của những vị đó thấy được cái sự thật đầu tiên đó là khổ. Chúng ta đó là có thể nhận thức qua cái sự khổ của chúng ta đó, bằng cái trí văn, tức là chúng ta cũng nhận thức được cái sự khổ. Mà cái sự khổ ví dụ như chúng ta thấy là bệnh hoạn ốm đau chết chóc nạn tai, rồi được muốn cái này không được, thương thích cái này không được, muốn cái này không được, hoặc là ghét cái này gặp hoài, vân vân. Thì ở trong kinh mô tả là cái sự khổ của mình á, là khi mà mình có cái thân năm quẩn này, hay là nói là có cái thân người của mình cũng vậy, năm quẩn là nói chung chúng sanh hiện hữu dưới dạng năm quẩn đó. Thì ở đây đó, khi mà nói rằng một cái người mà nhận thức được sự thật đó, thì đầu tiên là chúng ta cũng nhận biết được sự thật, nhưng mà biết được cái sự thật đó là qua cái trí văn, là mình đọc ở trong kinh, mình hiểu trong kinh, mình nhớ ở trong kinh, mình biết được như vậy, nghe giảng như vậy, chúng ta hiểu đó là sự thật, bản chất nó là sự thật. Nhưng mà đối với các bậc thánh á, thì cái ngài nhận rõ được cái sự thật từ ở trong chính bản thể của các ngài, từ ở trong cái thân ngũ quẩn của các ngài, thấy được sự thật đó. Thấy được sự thật. Bởi vì cái mầm mống của sự khổ đó là sự hiện khởi có mặt. Mà Đức Phật dạy rằng là khổ đó, khổ là nên biết, chữ parinyaya tham á, tức là pháp nên biết thôi. Pháp nên biết, chữ parinyaya tham á, tức là pháp mà nên biết. Mà chúng ta chỉ biết ở đây là biết qua cái trí văn, rồi chúng ta lại có một cái sự suy tư một phần nữa, suy tư một phần do cái trí tư của chúng ta. Chúng ta suy tư bản chất của cuộc đời, chúng ta hiểu được vô thường, hiểu được khổ, hiểu được vô ngã, rồi chúng ta suy gẫm đến cái bản chất của cuộc đời liên quan đến cái sự hiện hữu của thân năm quận của chúng ta. Chúng ta hiểu rõ, hiểu như vậy, chúng ta suy tư, nhờ suy tư mà chúng ta hiểu được như vậy, thì chúng ta cũng có một phần của một cái trí tư của một cái người phàm nhân. Rồi chúng ta đó, thật sự thật thì chúng ta cũng đang là tu tập. Nếu mình nói trong di diệu pháp đó, là chắc chúng ta cũng bằng với cái tâm thiện của mình, tâm đại thiện của mình, mình có cái sự tu tập. Bởi vì sở hữu bát chi đạo đó, nó có thể hợp ở trong tâm đại thiện được, và nó có thể hợp ở trong siêu thế được, tâm siêu thế được. Mà nó hợp ở trong tâm đại thiện đó, thì đó là nó hợp ở trên phương diện bất định và không đồng, bất định và không đồng lập. Có nghĩa là lúc nó có và lúc nó không. Cho nên chúng ta chỉ là giai đoạn của giai đoạn tu tập thôi. Đối với một người phàm phu chúng ta hiểu được như vậy, nhưng chúng ta chưa có thể chứng ngộ, tu tập và chứng ngộ được. Thì đối với bậc thánh á, thì các ngài thấy rõ được sự thật hiện khởi từ cái sự khổ này, nó hiện khởi từ ở trong tự thân của họ, trong ngũ quẩn này, sinh diệt qua tam tướng, vô thường khổ vô ngã. Từ đó thì các ngài mới có thể là ly tham được. Nhưng mà khổ đế là sự thật đó, là một sự thật, cho nên là nói ngàn đời thì cũng không ai mà nói khác hơn được. Đức Phật ngài giác ngộ điều đó, và ngài giải cho những người đệ tử của ngài cũng biết rõ về những điều đó. Mà khổ là pháp mà Đức Phật ngài dạy ở đây, đó là pháp cần phải biết.
Nhưng mà cái nguyên nhân mà đưa đến khổ á, thì Phật gọi đó nó là tập đế, chữ Samudaya Sacca, tức là cái nguyên nhân, cái điều kiện đưa đến dẫn đến khổ đau, đó chính là tham ái. Nếu nói trong 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 di diệu pháp á, thì chính là sở hữu tham á, sở hữu tham á, nó chính thức sở hữu tham, mà từ ở cái tham đó cho nó chúng ta tạo nên cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Chúng ta bị dính mắc ở trong cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái đúng không? Cho nên chính cái hoặc là ở trong chính cái ái này mà chúng ta lại có một cái quan điểm nó sai, quan điểm nó tà kiến, mà trong kinh gọi đó là liên quan đến thường và đoạn, chấp thường và chấp đoạn. Chấp thường là chấp có. Ví dụ bây giờ nè, có một số người đó lại là thấy rõ rằng một số người đó là chấp rằng có một cái gì đó nó hằng hữu, mà theo trong Phật pháp của chúng ta thì đâu có cái gì đó hằng hữu đâu, đâu có gì mà bền vững. Cả thân và tâm của mình nó không có cái gì mà bền vững, nó do duyên tạo thành, mà do rằng mình có chấp tự ngã của chính cái gì đó hiện hữu, cho nên chúng ta chấp thường vô đó, chấp có đó. Nghĩ rằng có một cái gì đó nó hằng hữu, nó mãi mãi lưng lưu từ đời này sang tới đời sau. Sự thật ra đó thì chúng ta chết đó, chết trong đời này nè là chết ở trong một cái hiện tượng tạm thời, tạm vắng mặt của một hiện tượng tạm thời, hay là người ta nói là chết là gì, chết là sự vắng mặt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Còn suốt dòng sanh tử luân hồi chúng ta cũng phải là luân hồi, mà không phải là cái đó, cái gì đó nó hằng ngủ từ đời này sang đời sau. Người ta quan niệm theo dân gian thì linh hồn hay là tư ngã, theo quan niệm không có cái gì hết. Bởi vì cái đó nó do duyên hợp thành thì nó hình thành nên, và nó hình thành nên, cho nên cái trước và cái sau đó, cái gì mà của đời trước và cái gì của đời sau nó không phải là một, nó hoàn toàn là do nhân duyên nó hợp thành đó, do duyên hợp thành. Thì ở đây đó, cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ đau là do cái tham ái, do cái tập đế, do cái tham ái, cho nên chúng ta thích thú trong cái này, bám chấp vô cái kia, rồi chúng ta lại dính mắc trong cái nọ do cái tham ái. Và do cái tham ái cho nên chúng ta hướng cầu ở tương lai là như thế này, hướng tới nọ, cho nên hướng cầu ở đến tương lai là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sanh ở cõi sắc á, thì người ta sợ dục, người ta vượt lên khỏi dục, ta ngán dục, nhưng mà rồi người ta bị vướng ở trong cái sắc ái. Sắc ái ở đây đó là người ta ái chấp thỏa thích trong cõi sắc, hoặc là thỏa ham mong muốn ở trong cõi sắc, rồi họ thỏa thích ở trong các cái thiền chứng của chính họ, thiền chứng của chính họ. Như vậy thì ở đây đó có thể nói là cái do cái yếu tố của tham ái đó cho nên dẫn đến cái khổ mà chúng ta có. Thường đó là mình chỉ biết là mình than khổ như thế này thế nọ, nhưng mà sự thật là tại chúng ta có cái thân người, chúng ta có cái thân này nè, thân ngũ uẩn nè, cho nên là hiện ra là có nhiều cái khổ. Cho nên là tham ái nó là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Dẫn đến khổ đau, hay nói là tham ái hay là tập đế nó là nhân của khổ. Cái quả là khổ đế, nhưng mà cái nhân là do tập đế, do tập đế mà ra. Từ ở cái tham ái đó mà người ta dẫn đến bao nhiêu cái khổ lụy. Khi chúng ta có hiện cái thân ngũ uẩn này, chúng ta khổ vì gia đình tan dở về gia đình, mất mát về tài sản của cải, bất an về cơ thể, lầm lạc về tri kiến, hoặc là khổ ở trong nhiều cái khía cạnh trong cuộc đời này. Cho nên tham ái ở đây đó là pháp mà dẫn đến, hay là nói cách khác, pháp là nhân đưa đến cái sự khổ đau. Mà tập đế Đức Phật ngài dạy đó là một pháp cần phải đoạn trừ. Chữ bá ha tắp ba thâm mắt, tức là pháp phải đoạn trừ. Muốn chấm dứt được khổ thì phải đoạn trừ tham ái. Mà ở đâu có sự tham ái thì ở đó có khổ đau. Không ở trong khía cạnh này thì ở khía cạnh khác. Ở trong cái khổ khổ tập khổ khổ
ngoại khổ và hành khổ, dukkha dukkhata hay là sankhara dukkhata hay là vipanna dukkhata, tức là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Vì vậy cho nên là cái khổ đó là cái nguyên nhân, cái kết quả do cái tham ái mà ra. Cho nên nó tu gì tu, Đức Phật ngài nói là các cái bậc thánh chứng ngộ, thấy được cái sự sanh diệt đó ở trong cái tự, ở trong ngũ uẩn của mình. Rồi từ đó, đó các bậc thánh đó mới đoạn trừ được cái ngã chấp tham ái, ngã chấp từ ở trong cái chính ngũ uẩn của mình. Ví dụ người quan niệm là ngũ uẩn là ta có trong ngũ uẩn là của ta, vân vân. Cái ngã chấp đó nó dính sát vô trong đó, nó bám sát vô đó. Vì vậy cho nên là ở trong kinh á, ở trong kinh á, Pháp Cú á, thì Đức Phật ngài dạy rằng tham ái sinh ra sầu u, tham ái sinh ra lo sợ. Ai dứt trừ tham ái không khổ sầu, không sợ hãi. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy. Hoặc là ở trong kinh Trung Bộ hay là trong kinh Tương Ưng á, thì Đức Phật có dạy như thế này: ai vui thích với sắc thì người ấy vui thích với khổ, ai vui thích với khổ thì người ấy không thoát khỏi khổ. Tương tự như vậy, thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình vui thích trong cái mà mình đang có. Sự thật ra là ngũ uẩn này là cái kết quả của tham ái mà có mà. Ở đâu có tham ái thì có đó khổ đau. Mà ngũ uẩn này là kết quả của tham ái. Cho nên là ai vui thích với sắc thì người đó là vui thích với khổ. Nói nghe nó lạ, tại sao ai vui thích với khổ làm chi? Nhưng mà sự thật ra là mình, tại vì mình vui thích với cái sắc thân này, sắc thân này, cho nên là đồng nghĩa là mình vui thích với cái khổ. Trừ khi nào mình nhàm chán ly tham, mà bậc thánh á, thì mới là nhàm chán ly tham được. Bằng cái tuệ, trí tuệ của họ, trí tuệ của bậc thánh, hay là tuệ đạo đó, nói trong Di Diệu Pháp gọi là tuệ đạo, tức là tâm sơ đạo sanh khởi lên, thì sẽ cắt trừ cái phiền não, cắt trừ những cái phiền não. Thì lúc đó mới là đoạn trừ được cái ngã chấp từ từ, tùy theo mỗi bậc thánh đấy, đoạn trừ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là có một cái sự thật thứ tư, đó là sự vắng lặng là Niết Bàn. Vắng lặng Niết Bàn. Mà Niết Bàn á, là pháp mà cần phải gọi là, Đức Phật ngài gọi là Sacchikatappa, tức là pháp mà cần phải chứng đắc thành tựu. Chứng đắc thành tựu. Mà Niết Bàn á, chúng ta đừng nghĩ là Niết Bàn đó là một cõi hay là một cảnh giới nào. Đừng nghĩ là như vậy. Nhưng mà mình hiểu Niết Bàn ở đây nó có hai cái nghĩa. Một người mà sau khi ly tham phiền não hoàn toàn á, thì người đó họ có vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của phiền não, không còn sự trói buộc của phiền não, thì người đó có được cái sự an lạc từ nội tâm của họ. Nhưng mà rồi đó, thì quý vị hiểu là Niết Bàn á, là sau khi chúng ta đã chấm dứt cái phiền não, chấm dứt được cái sự tái hiện của năm uẩn. Mà Niết Bàn là pháp mà Đức Phật ngài dạy ở đây là cần phải chứng đắc, cần phải thành tựu, cần phải chứng đắc và cần phải thành tựu. Sacchikatappa, Sacchikatappa tức là pháp mà cần phải thành tựu. Vì vậy cho nên là trong kinh điển Pali chúng ta thường có nói đó là một cái vị thánh có hai cái sự Niết Bàn, gọi là có hai cái sự Niết Bàn. Một là hữu dư y Niết Bàn, hai là vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn tức là vị thánh A-la-hán sau khi chứng đắc quả vị A-la-hán, đoạn trừ hết tất cả phiền não, thì cái nhân mà sanh ra cái tái hiện đời sống sanh tử luân hồi này không còn nữa. Cho nên là chúng ta nghe trong kinh là Đức Phật ngài dạy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã thành tựu, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu viên mãn con đường phạm hạnh này. Mình đọc ở trong kinh mình gặp vậy. Thì ở đây đó là cái căn mà căn nhân mà đưa đến cái sanh tử luân hồi nó không còn nữa, tức là đã dứt trừ cái tam ái là tập đế rồi.
Rồi á, muốn được thành tựu cái tập đế đó, xin lỗi, thành tựu cái diệt đế đó, tức là niết bàn đó, thì vị hành giả phải là thực hành cái con đường đạo đế. Đạo đế, đây là một sự thật thứ tư đó. Quý vị thấy không? Mà đạo đế phải là nhân, và đạo quả, diệt đế không phải là quả. Chúng ta hiểu rồi. Hồi nãy nói là tập đế là nhân, khổ đế là quả thì được, nhưng mà đạo đế không phải là nhân, mà diệt đế cũng không phải là quả, mà là điều kiện, là nhân là dẫn đến, là pháp dẫn đến, dẫn đến để chứng đắc vậy. Chúng ta hiểu là như vậy. Vì vậy cho nên trong kinh á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng đây là một pháp, đạo đế là một pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi. Cần phải tu tập, cần phải trao dồi. Chữ gọi là tha quê tập ba tâm mắt, tức là pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi, cần phải phát triển, cần phải phát triển. Mà đối với vị thánh á, các ngài á, sau khi các ngài thành tựu trong mỗi, ngay cả chúng ta biết rằng các bậc thánh mà các ngài hành trình cái đạo lộ của ngài đi đến cái rốt ráo từ sơ quả, chúng ta thấy rằng là có những vị đó chứng sơ quả rồi lại ngưng đó, rồi một thời gian sau thì lại tiếp tục tu tập để chứng đắc nữa, chứng nhị quả tam quả, hay là có những vị thì chứng đến nhị quả tam quả rồi lại ngưng đó, rồi lại chờ một thời gian sau nữa mới, hoặc là có khi là nhiều kiếp sau nữa không chừng. Nhưng mà có vị đó thì lại là chứng luôn một loạt một luôn, tức là từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả luôn, chứ không có chần chờ, không có chờ thời gian gì nữa đó. Thì ở đây nó tùy thuộc vào cái pháp độ ba la mật của các ngài, cái sự tu tập đầy đủ viên mãn của các ngài, cái sự chín mùi ở trong Phật pháp này, thì các vị đó tu chứng luôn hoàn trọn. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rồi, đạo đế ở đây đó là gì. Ví dụ như chúng ta nghe nói là thực hành cái con đường đó là giới, định và tuệ, thì như chúng tôi đã nói đó, sở hữu bát chi đạo á, thì nó có thể hợp ở trong sở hữu chi đạo á, nó có thể hợp ở trong tâm đại thiện, và nó có thể hợp ở trong tâm siêu thế. Hợp ở trong tâm đại thiện á, thì nó là bất định và không đồng loại. Bất định và không đồng loại. Có nghĩa là nếu chúng ta thấy nè, sở hữu bát chi đạo là chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy là sở hữu tầm. Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, chánh định là sở hữu nhất hành, ở trong những cái tâm tự tha hay là bảy sở hữu biến hành. Chúng ta thấy nếu mà cái những cái tâm sở này mà nó phối hợp với những cái tâm đại thiện, tâm đại thiện là trong cái giai đoạn là chúng ta tu tập, chúng ta đang tu tập đối với những người phàm phu, phàm nhân và các thánh hữu học đều thực hiện bằng tâm đại thiện. Nếu ở cõi nhân loại, nếu ở cõi dục, bằng tâm đại thiện. Cho nên ở trong tâm tám tâm đại thiện đó là thiện hợp trí hay là ly trí. Ở đây mà nhớ là tu tập ở trong tâm đại thiện tương ương trí nha. Hoặc là thọ xả, hoặc là thọ hỷ, hoặc là hữu trợ, hoặc là vô trợ. Thì cái chuyện đó là chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy. Nhưng mà khi mà sở hữu bát chi đạo này mà nó hợp á, thì nó không có nhất định đâu. Có khi thì chúng ta trao dồi bằng một trong cái bốn cái tâm, tám cái là sở hữu đó. Nhưng mà có khi chúng ta không có. Chúng ta tu tập bằng cái pháp khác hay là cái phương hướng khác, ví dụ vậy. Thì nó có mặt ở trong tam đại thiện, nhưng mà nó không có đồng bộ, không có đồng loạt với nhau. Và nó bất định, có nghĩa là lúc có và lúc không.
nó không đồng loạt là, thí dụ như có khi thì mình có niệm, khi mình có định, có khi thì mình có chánh ngữ, có khi thì mình không có chánh ngữ mà mình chỉ có chánh mạng, có khi mình có chánh nghiệp, không có chánh ngữ, không có chánh mạng mà mình có chánh nghiệp, vân vân. Như vậy thì nó không đồng loạt. Và có khi chúng ta tu tập về tâm từ thì chúng ta cũng đâu có lấy chi bốn cái ba cái sở hữu là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở đây chi, mà lúc đó chúng ta tu tập về bốn cái tâm từ, bốn cái tâm đại, bốn cái tâm gọi là phạm trú, từ bi hỷ xả, chúng ta không có cái đó. Cho nên nói là hợp ở trong tâm đại thiện thì đó là bất định và không đồng loạt, chúng ta lưu ý ở chỗ đó. Bởi vậy cho nên là cái người mà tu tập phàm phu của chúng ta đó thì nó không có, không có chắc, không có bảo đảm, không có gì chắc hết á. Bởi vì có khi có, khi không mà. Rồi là khi mà họp ở trong tâm siêu thế, sở hữu bát chi đạo nãy chúng tôi đã kể ra đó, thì là nếu mà nó họp ở trong siêu thế, đặc biệt là nói ở trong tâm đạo, nếu họp ở trong tâm đạo thì nó có cái khả năng sanh khởi lên ở trong tâm trí đạo của một bậc thánh. Chúng ta thấy học trong nhiều pháp có tâm đạo và tâm quả mà. Mặc dù tâm đạo chỉ sanh lên một sát na thôi, sát na đó nó sanh khởi lên thì nó sẽ cắt trước phiền não, cắt trừ phiền não. Thí dụ như bậc thánh tu đầu quần á, thì khi mà tâm đạo sơ đạo tu đầu quần sanh khởi lên thì nó có cái khả năng cắt ba cái phiền não đầu tiên mà chúng ta biết, đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ. Tương tự như vậy, các bậc thánh hữu học từ bậc nhị quả, tam quả là sẽ đoạn trừ những cái phiền não nào. Rồi đó là bậc thánh A-la-hán là đoạn trừ năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Như vậy thì ở đây đó, ta hiểu là cái tâm trí đạo sanh khởi lên là cắt đứt phiền não bằng cái sở hữu bát chi đạo này. Bát chi đạo. Vì vậy là nếu mà mình nói rằng đạo đế là 37 phẩm trợ giác ngộ, nếu mà mình nói trong tinh, trong kinh tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo rồi đó, vân vân, thì đó là nói đến 37 phẩm trợ giác ngộ. Chúng tôi gọi là trợ giác ngộ. Nhờ mình thực hành một trong ba, trong những cái một trong 37 pháp này đó mà mình đưa đến giác ngộ. Hoặc là đạo đế ở đây tức là thực hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hay nói là đạo đế ở đây tức là giới, định và tuệ. Mà mình nhìn kỹ ở trong bát chánh đạo đó, chúng ta nói trên phương diện hiệp thế, tức là trên phương diện thế gian, thì chúng ta ứng dụng bát chánh đạo đó trong đời sống hàng ngày tu tập của chúng ta được hết, tốt hết. Chúng ta có chánh kiến như thế nào đối với phương diện hiệp thế, đối với cái người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nói trên phương diện mà siêu thế, tức là sở hữu bát chi đạo họp ở trong tâm siêu thế đó, trong tâm siêu thế. Như vậy thì chúng ta ứng dụng bát chánh đạo giới, tức là ở đây giới thì chúng ta hiểu nói có trước có sau, thì giới tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định ở đây tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tuệ ở đây là chánh kiến và chánh tư duy. Nếu chúng ta có đủ hết á, thì Đức Phật Ngài nói ở trong Kinh Tương Ưng á, Ngài nói là tất cả các sông ngồi đều xuôi về phương Đông. Người tu tập bát chánh đạo sẽ xuôi về Niết Bàn. Trong Kinh Tương Ưng Đức Phật Ngài dạy, tu tập bát chánh đạo sẽ xuôi về, về Niết Bàn. Thì cái người mà tất cả các cái dòng sông đó đều chảy, nó thường thường theo mang cái hướng mà chúng ta từ định đặt là ở phương Đông, hướng Đông, nó chảy xuôi từ ở trên ra tới ngoài. Đó là như vậy. Giống như mình thấy con sông, con suối nhỏ, từ những cái khe mạch nhỏ chạy ra những con suối nhỏ, con suối nhỏ trở thành những cái con suối lớn, con suối lớn thì bắt đầu là chảy ra những cái con sông nhỏ, rồi bắt đầu tới những con sông lớn, rồi nó mới ra cửa biển được. Đó là như vậy. Thì giống như là chúng ta tới cái dòng sông Mekong của mình,
phát nguồn từ ở sông Lan Thương ở Tây Tạng của Trung Quốc đó. Bây giờ là Trung Quốc đó, Tây Tạng đó, dòng sông Lan Thương đó. Thì chúng ta thấy là từ ở trên đó nó có những cái mạch nước nho nhỏ thôi, dòng sông nó nho nhỏ thôi. Rồi bắt đầu nó chảy xuống mà nó qua xuyên qua mấy quốc gia, Trung Quốc, qua Lào, qua Campuchia, qua Lào, qua Thái Lan, rồi vào Việt Nam của mình, nó qua mấy quốc gia đó, con sông Mekong mà mình gọi, thì nó phát xuất từ ở cái đầu nguồn của Tây Tạng, thì nó bắt đầu rút chuột nó chảy ra cũng là ra biển, đó là như vậy. Thì chúng tôi nói như vậy thì ở đây cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng trong ai có chân thật, trong ai có chân thật, tức là những vị đó tự liễu tri, chứng tri về bốn sự thật đó, đó là chỉ cho bậc thánh. Như vậy. Cái thứ hai nữa đó, cái sự thật ở đây đó chúng tôi muốn nói, tức là cái sự thật mà tự mình nhận chân được cái tâm của mình, nhận chân dưới như giống như là một người tu tập thiền quán vậy đó, mình nhận chân được cái tâm của mình, tâm mình nó ra sao, mà để mà có cái sự nhận chân đó đó thì mình cần phải có chánh niệm và tỉnh giác, mình mới thấy được cái sự thật đó. Và mình nhận chân được, biết được là cái tâm mình ra sao, tham sân si nó có hay không, rồi hôn trầm thị miên nó có hay không, tâm cao thượng hay là hạ liệt có hay không, chúng ta nhận biết cái đó để chúng ta biết rằng cái nào, tâm nào chúng ta cần phải phát huy và tâm nào chúng ta cần phải đoạn trừ, phải loại bỏ. Như vậy thì Đức Phật ngài nói là cái sự thanh tịnh đó nó không phải là do cái dòng nước, cái nước xấu trên người, tắm trên người. Ở đây có nhiều người tắm. Mà Đức Phật ngài nói là trong ai có chân thật, tức là chỉ cho bậc thánh chân thật đó. Cái thứ hai nữa là Đức Phật dạy rằng lại thêm có chánh pháp, tức là cái người mà do hiểu được, hành được cái lời dạy của Phật qua pháp học, pháp hành để thành tựu được, đó là pháp thành. Người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí, tức là chỉ cho Bà La Môn á. Mà Bà La Môn á, cái từ Pramaka, tức là chỉ cho một cái vị mà cái danh từ này là theo những người Bà La Môn, đó là những cái vị mà cao cả, cái vị mà thành tựu đối với những người đạo Bà La Môn. Nhưng mà Đức Phật ngài sử dụng cái từ này đó là chỉ cho phạm chí, tức là chỉ cho Bà La Môn á, tức là chỉ cho những bậc thánh. Chỉ cho những bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, điều đó rất là quan trọng. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy ở trong cái bài số 9 La Mã này, chúng ta thấy cái địa danh mà gọi là Gaya hay là Gayasiksa, tức là chỉ cho cái nơi mà Đức Phật bắt đầu giác ngộ, rồi ngài có gặp lại những cái người tóc bệnh, tức là những người ở đạo Bà La Môn, rồi họ có những cái việc làm như vậy, cái hành vi như vậy, xuống dòng nước tắm rồi tế lửa trong đó, thì cái điều đó rất là quan trọng. Khi mà Đức Phật ngài định nghĩa lại, hình thành lại một cái người mà gọi là phạm chí, là cái người phải chứng ngộ qua cái sự chứng ngộ về bốn sự thật đó, chỉ cho bậc thánh. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Chúng tôi xin được dứt lời. Nam mô Bụt Thầy Già. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Phật bảo tôi sắp bấm mang lăng rác khăn tôi sắp bê đê của ta sắp bà bồ trang nữ hòa quê nê sá ra sở thị của văn trư trê. Bảo quả tôi sắp bấm mang lăng rác khăn tôi sắp bê đê của ta sắp bà hâm ma nữ hòa quê nê sá ra sở thị của văn trư trê.
bhagava tu sabba mangalang rakkhan tu sabbe de vata sabba sangha nu pha ve na sa da so thi phong văn chú trì. Tất cả phương văn có đến người cầu xin chư thiên hữu trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, xâm tí quý hà ra hoa si ni. Thu pê gà rê bồ thi gà rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u ma sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa ba ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng